Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long thì còn khoảng 10 ngày nữa giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 sẽ khởi tranh. Đây là giải đấu thường niên, quy mô, chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu trong số các giải đua xe đạp ở Việt Nam. Bởi vậy, các đội đua đều đang tích cực tập luyện và háo hức chờ đợi đến ngày khai mạc của giải đấu. Và một trong số đó là đội đua Bikefly Đồng Nai. Tại VTV Cup năm nay, đội Bikefly Đồng Nai sẽ trình làng một tân binh chất lượng, Jordan Para. Trong lần đầu thi đấu tại Việt Nam, quarter này đã tạo dấu ấn lớn khi giành cú đúp danh hiệu áo vàng và áo xanh tại giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long. Tôi không nghĩ là mình lại có được phong độ tốt đến vậy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi giành áo vàng chung cuộc đấy. Tôi nghe nói giải VTV Cup của các bạn rất chất lượng nên cũng nóng lòng muốn tranh tài. Jordan Para này thì là người Colombia. Anh là một vận động viên chuyên về nội dung đua lòng chảo. Thì với cái lộ trình của giải VTV Cup năm 2019 năm nay thì chủ yếu là đường bằng, thì nên là chúng tôi quyết định đầu tư một vận động viên có khả năng nước rút tốt đem về. Thì để chuẩn bị tốt cho cái giải VTV thì chúng tôi đã cho vận động viên này thi đấu ở cái giải đồng bằng sông Cửu Long, và thành tích đạt được thì nói chung là có thể nói là ngoài mong đợi của chúng tôi. Tại VTV Cup 2019, đội Bikefly Đồng Nai sẽ tranh tài với hai ngoại binh là Jordan Para và Loic Destriac, cùng với năm nội binh chất lượng là Minh Tuấn, Văn Đức, Quốc Khang, Tuấn Vũ và Nguyễn Hướng. Điều này giúp đội tự tin hướng tới mục tiêu cao hơn tại giải năm nay. Bikefly Đồng Nai thì năm 2017 thì đứng thứ nhì cá nhân chung cuộc và hạng ba đồng đội chung cuộc. Thì 2018 thì chúng tôi chỉ đứng thứ tư cá nhân. Thì chúng tôi cũng quyết tâm trong năm 2019 này thì sẽ có thành tích thứ hạng thay đổi. Sau khi kết thúc giải đồng bằng sông Cửu Long, toàn đội đã di chuyển ra Đà Nẵng để tập huấn một tuần, làm quen với đèo Hải Vân và đèo Le trước khi ra Hà Nội để tranh tài tại giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019.